Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Yêu Bida. Thì trong tình huống bi số 1 này thì mình muốn nói điều gì? Đó là mình sẽ sắp một hình bi căn bản, sau đó tập gom bi. Đó. Vậy gom bi ở đây mục đích để làm gì? Đó, ví dụ như hình bi như thế này. Nhiều người sẽ đánh giò gà. Nhưng ở đây mình sẽ nhìn góc của bi ca dê về và mình sẽ điều bi ca dê về góc bằng nhỏ đó, cũng như là hất bi đích của chúng ta về dưới khoảng một nút và nó gần như sát băng. Mình cũng giải thích luôn tại sao để gom hai trái bi về như vậy. Đó là mục đích để mình muốn gài vào Ken nhanh hơn. Đó, để gài Ken tất nhiên phải đẩy hai bi, một trong hai bi ca dê phải nằm sát băng thì gài Ken nó mới dễ có góc gài Ken và gài Ken nhanh hơn. Đó, khi chuyển qua camera ở hình như thế này thì trong trái bi này mình sẽ lấy mép của trái trắng. Đó, như thế này là mình bị gọi là đánh sai rồi. Đó, bắt buộc mình phải làm lại. Đó, chứ không phải là đơn giản, bởi vì nói thì rất đơn giản nhưng mà khi thực hành, khi đánh vào bi đôi lúc là mình không được như ý muốn. Mà đã không được như ý muốn rồi thì mình phải làm đi làm lại, tập tới tập lui, tập nhiều để chúng ta chọn ra những cái phương pháp và đánh nó hợp lý hơn. Đó, còn lấy mép, sau đó là retro lôi cái bi đỏ lên lại và bắt đầu là cách đổi mặt đạn lại. Đó, mình lôi bi đôi lên. Đó, đó, như trái bi như này nó gần giống thế hồi nãy, chỉ có là một cái là nó xa bàn thôi. Đó, nó xa cái góc bàn ra thôi. Đó, mình sẽ lấy mép. Đó, mục đích là phải giữ bi chủ của mình ở phía trên. Đó, bi ca dê phải có một trong hai bi sát băng thì lúc này ta phải có khả năng chúng ta gài vào Ken rất dễ này. Đó, như trái này là mình gài vô Ken luôn. Đó, mọi người xem nhé. Mình sẽ đầu cơ hơi thấp, đẩy lực, canh lực cho tốt. Đó, là mình gài vô thế Ken luôn. Đó, thì ở cái tình huống bi số 1 này mình muốn giải thích đến anh em đó là đặt bi ở những cái thế bi gọi là căn bản gom bi, sau đó là xào bi ở góc bàn nhỏ và gài Ken vào những tình huống gài Ken. Ở trong cái tình huống bi số 1 này, cái tình huống gài Ken đó thực sự là giống như là một trái gọi là đánh gu lê chết đạn vậy đó. Đó, giống như chúng ta đánh gu lê chết đạn, đầu cơ hơi thấp so với điểm tâm bi một tí. Đó, tình huống gom bi số 2 và để gài Ken số 2. Đó, thì đây là có những người mà gọi là cái trình nó cao hơn rồi thì chúng ta sẽ thảy ba trái bi nó ra bất kỳ hình gì và chúng ta tập. Thì hiện tại như mình đánh là khoảng 5 đến 60%, có nghĩa là mình thảy ra 10 trái thì mình đánh thành công khoảng 5 đến 6 trái. Đó là cảm giác, đó là cái hiện tại của mình. Đó, tùy vào cảm giác bi và tùy vào cái thời gian mình chơi nhiều nữa thì cái xác suất đó nó sẽ nâng dần lên, chứ không ai mà tài giỏi mà thảy 10 trái đánh gom bi này kia hết 10 trái được. Đó, như trái bi này mọi người sẽ, ví dụ như có nhiều người sẽ đánh trực tiếp, nhưng đây mình sẽ đánh một băng và gài vào một thế để chúng ta đưa hai trái bi về góc dậu và tạo hình Ken. Đó, sau khi nhắm góc và mình sẽ thảy cái góc trái đỏ ra về và bi cái da về góc dậu, sau đó là gom hai trái vào. Đó, này là retro bán một tí, khoảng tầm cỡ 2/3/8 trái đỏ là đẹp, đầu cơ thấp. Đó, hình bi của chúng ta là nó ra như gọi là hai trái ca dê của chúng ta nó về cái góc dậu. Có nhiều người nói là bi sát dậu rất khó đánh và gọi là kỵ, làm sao mà kỵ được. Quan trọng hóa là mình xử lý trái banh nó như thế nào thôi, đừng cho bi chủ của mình nó thẳng với thẳng hàng sát băng thôi. Đó, đừng sát băng và thẳng hàng. Đó, thì cái góc dậu là một trong những cái góc mà chúng ta khai thác để gài vào trái Ken rất là nhanh. Nhiều người mà chơi ở cái tầm đi series chuẩn mà tầm cỡ 30 đến 50 họ rất thích gài vào những cái góc nhỏ này, bởi vì những cái góc nhỏ này là những cái góc mà chúng ta sẽ tạo cái hình kênh nó nhanh hơn. Còn nó nằm ở giữa bàn á thì nó rất khó tạo, mà nó tạo là cần kiểm soát cái lực nó khó. Ở như cái góc này chỉ cần một nút thôi là kiểm soát lực nó rất là đơn giản này. Cái này là mình biết kê đảo cái góc mặt đạn của trái cây dẻ trắng đó. Sau khi đá thì nó sẽ tạo một cái hình retro ken lên đó. Cái này mình retro đá đôi thôi đó. Thì chúng ta đã được cái hình ken như thế này đó. Thì khi nó nằm ở góc dậu thì chúng ta cũng đảo cái ở góc dậu nó cũng dễ hơn nữa đó. Chỉ cần đảo mặt lên là chúng ta đã lấy được hình ken và đi băng dài rồi đó. Hiện tại mình đang đánh ở băng ngắn, thì khi mình đảo cái góc dậu này thì chúng ta sẽ có được cái hình ken ở băng dài đó. Còn cái cách đánh ken thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Còn không thể nào mà hướng dẫn trong một video mà hướng dẫn hết được đó. Còn video hiện tại là mình đang hướng dẫn mọi người làm sao để gài trái ken nhanh hơn đó. Còn nhiều người là có thể đánh xào ở góc bằng nhỏ có thể 5-60 điểm rồi mới vô ken. Còn ở đây là mình làm, có nghĩa là mình làm một số tình huống ví dụ cho anh em để gài trong cái góc dậu nó nhanh đó. Nó nhanh hơn những cái góc khác thôi, chứ thực sự gài ken nó không phải là chuyện đơn giản đó. Ở những trái bi như thế này, nói vậy chứ một người phải biết match, biết kê và retro. Ở cái tình huống này phải nhắm góc để retro lên lôi bi đôi đá đôi, nó không phải là dễ. Nhìn thì rất là dễ nhưng mà đánh thì thực sự rất là khó. Gài ken số 3. Sau cái tình huống gài ken số 3 này thì mọi người có thể xem đến tình huống gài ken số 10 luôn nhé. Thì trong 10 tình huống này mình đã làm những cái hình và có làm chậm lại để anh em làm theo và xem những cái hình bi đó mà gọi là để tập. Thì lúc trước mình cũng tập những cái tình huống mà gài ken như thế này thôi. Nó gài sao cho trái bi mình nó ra một cái hình ken nó dễ dàng để đánh ken. Còn cách đánh ken như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sau cho tất cả những anh em sau đó. Tình huống gom bi số 4, gài ken số 4 nhé. Đó. Thì tình huống gài ken số 4 này nó gần giống với cái tình huống mà ở số 2 đó, mình bít kê đó. Thì thay vì vậy mình, cái này là mình retro. Mình retro và trái kaze chúng ta nó sẽ ra và đá bi chủ lại đó. Nó tạo cái hình ken. Rồi mọi người theo dõi tiếp ở những cái hình ken tiếp theo nhé. Cuối video mình sẽ nói với anh em một số cái vấn đề tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video cũng như là qua 10 cái tình huống gọi là gài Ken trong cái góc dậu. Thì đây mới chỉ là 10 cái tình huống căn bản đầu tiên trong cái chuỗi series những cái tình huống gài Ken của bên kênh của mình, đó là Yêu Bida. Thì trong 10 tình huống này thì thật sự mình cũng làm để anh em xem và làm theo cũng như là học hỏi, thì cũng như là anh em có cái khó khăn hay là thấy những cái tình huống 10 cái tình huống này mà nó có cái gì gọi là nó chưa hợp lý, hay là anh em cần cái gì nó rõ ràng hơn, hay là nói chung là sau đó mà có thể anh em xem và có thể anh em tập luyện nó tốt hơn, thì anh em có thể comment ở phía bên dưới thì mình sẽ cố gắng đọc. Và trong cái video 10 cái tình huống gài Ken tiếp theo đó thì mình sẽ khắc phục cái điều đó cho anh em đó. Thì trong video tiếp theo mình sẽ khắc phục cái điều đó. Thì cái khắc phục ở đây không phải là mình làm nó rườm rà hơn, nhưng mà mình muốn làm cho anh em xem và làm được, chứ không phải là anh em xem mà có nghĩa là xem xong rồi anh em ra ngoài đánh anh em làm không được, thì thật sự mình cũng không rất là buồn. Bởi vì anh em xem những cái video của mình và làm theo mà làm ok, đánh được, tốt, thì thật sự mình rất là cảm ơn. Cảm ơn những người đã chia sẻ cái video này cũng như những cái video trước mình hướng dẫn. Thì mọi người thấy cái video hay thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông ở bên phải màn hình đó, thì nó sẽ thông báo cho mọi người là khi nào sẽ có video mới. Và mình cũng thật sự rất cảm ơn mọi người cũng đã ủng hộ những cái dòng clip mà gọi là giá rẻ, cái combo clip giá rẻ cho anh em đó. Thì hiện tại là bên mình có 2 loại combo, đó là một loại 4 món 800k và 4 món 1,2 triệu. Thì nó chẳng qua là những cái này là những cái loại combo mà giá rẻ cho anh em tập chơi bida và đánh bida nghiệp dư thôi, chứ còn không phải là chuyên nghiệp gì cả. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu quý kênh Yêu Bida Billiards. Xin chào, hẹn gặp lại trong video sau.